Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 39 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu còn kể cho các môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong mắt của anh em, còn cái xà trong mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong mắt người anh em. Quý vị và các bạn thân mến, những điều Chúa Giêsu nói thật đáng để chúng ta nghiền ngẫm. Thực ra, đó cũng là những kinh nghiệm hàng ngày nếu không gẫm, không ngộ ra được, chúng ta sống như thiếu chất vậy, như cơm canh thiếu muối, ăn không ngon, như cơ thể thiếu chất, sức khỏe eo ụt. Sức khỏe tinh thần thiếu chất sẽ dẫn đến việc sống thiếu ý nghĩa. Đời sống đạo mà thiếu chất thì bao lâu mới ngộ được nước trời? Mù mà lại dắt mù sao? Cả hai lại chẳng rơi xuống hố. Điều mà chúng ta suy nghĩ, có khi nào mình mù tối mà cũng muốn dẫn người khác không? Rồi có khi nào chúng ta mắt sáng mà để người mù tối dẫn dắt mình hay không? Ở đây, mù tối được hiểu theo cả nghĩa về thể lý lẫn trí chất và tâm linh. Chúa Giêsu còn nói thêm: trò mà đòi hơn thầy sao? Ngày nay ngoái âm là có nhiều người chưa từng làm trò mà đã nhảy lên làm thầy, và có người làm thầy mà chẳng ra trò gì. Cái tréo ngoeo của cuộc sống ấy cứ mỗi ngày diễn ra, cứ nhan nhản khắp nơi, mà cũng vì kiêu căng ngạo mạn, cũng vì sự giả dối che đậy cái xấu xa tâm trí và cõi lòng của mình. Thời của giả dối và tiền bạc, thời của mánh khóe và giả hình, Chúa Giêsu muốn phơi bày thực chất tôn giáo trống rỗng nơi đời sống của người Do Thái vị vọng. Họ che đậy giả tâm của họ trước sự thơ ngây của dân chúng, còn với Chúa thì làm sao mà che giấu được? Đời sống đạo mà thiếu cái tâm thì bao giờ mới ngộ ra được? Đời sống đạo mà thiếu thánh thiện thì biết bao giờ mới gặp được Thiên Chúa? Nhiều người ngày nay sống không ra gì mà vẫn rao giảng đạo đức. Có người tham lam, gian tà mà vẫn thuyết giáo về sự liêm khiết. Có kẻ học hành chẳng ra gì mà dạy khôn cho người có học đó thôi. Kẻ làm thầy thì vì tiền, vì quyền mà khúm núm trước kẻ hèn. Kẻ có học thì cũng quỵ lụy người có chức, có quyền vì danh lợi và vì miếng ăn. Thật khổ cho một xã hội mà vòng xoáy của kim tiền hoành hành và đảo lộn mọi thước đo của giá trị. Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con thay đổi con người của chúng con trước, thay đổi bằng việc sám hối và sửa mình. Xin cho chúng con biết nhìn ra tội lỗi của chúng con, mà nhờ ơn Chúa tha thứ, chúng con được biến đổi nên thánh thiện. Amen.